Làm thế nào để sắp xếp kệ giày? 1. Làm kệ đựng giày di động để có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các tầng. 2. Kệ thay giày không có đáy tủ để dễ dàng tháo đặt giày. 3. Tủ đồ lắp xào ngang di động để tiện treo đồ khi về nhà. 4. Bên cạnh lắp các tủ nhỏ để đựng đồ lặt vặt. Lắp gương toàn thân để soi trước khi ra khỏi nhà. Nếu thấy hay thì nhấn theo dõi nhé. Làm thế nào để tận dụng không gian phòng ngủ? 1. Dịch cửa phòng vào giữa, không gian sau cửa sẽ không bị lãng phí. 2. Sau cửa lắp hai tủ quần áo lớn tăng diện tích. 3. Khung giường đặt trên gầm giường được làm từ gỗ để tránh bị ẩm mốc. Đặt một tấm nệm lớn 1m5 lên. 4. Phía trên bàn học lắp tủ sách để tiện học tập và làm việc. Nếu thấy hay thì nhấn theo dõi nhé. Cách thiết kế nhà vệ sinh phong cách hiện đại. Quét hai lỗ hỏng trên vách tường, một cái bên trong để đựng giấy vệ sinh tiện lợi dễ lấy lại tiết kiệm diện tích. Một cái bên ngoài để đặt bàn chải, đánh răng rửa mặt thuận tiện. Bên dưới lắp đặt ống thoát nước, đặt hai giỏ để quần áo bẩn hai bên. Nhà vệ sinh của bạn như thế nào? Cách thiết kế ban công khoa học và tiện lợi. Tủ đứng đặt sát tường có thể bột giặt nước xả, bên dưới đặt máy hút bụi. Bên cạnh lắp đặt các thanh đỡ máy giặt không sợ ẩm ướt cũng không sợ nắng nóng. Bên trên đặt các giỏ đựng đồ lớn, ở giữa phơi quần áo, bên dưới đặt máy giặt, bên cạnh là bột giặt và giỏ đựng đồ bẩn. Lắp rèm kéo vừa thẩm mỹ lại tiết kiệm, nếu thấy hay thì nhấn theo dõi nhé. Thiết kế phòng khách phong cách năm 2021. 1. Ban công dùng làm nơi giặt đồ, như vậy phòng khách sẽ rộng hơn. 2. Xây một cái kệ ngay vách ngăn dùng để đọc sách uống trà đều tiện lợi. 3. Lắp đặt các ngăn đựng đồ chính giữa là tivi âm tường. Như vậy sẽ tăng không gian chứa đồ. Diện tích phòng bếp nhỏ nên bày trí như thế nào? 1. Xây kệ bếp bằng gạch vừa kiên cố lại tiết kiệm. 2. Bên ngoài ống thông khói lắp một kệ tủ cao, như vậy sẽ không lãng phí không gian. 3. Tủ bếp ở trên cùng phía dưới là thanh đỡ có thể đặt các đồ điện dụng như tivi, lò vi sóng. Nếu thích thì bấm theo dõi nha. Cách thiết kế tủ quần áo hiện đại. 1. Làm kệ tủ để đặt chồng đồ vật ở bên cạnh cửa chính, bên dưới là hai ngăn kéo lớn. 2. Lắp kính bên trong cửa tủ để tiện chỉnh lý quần áo trước khi ra khỏi nhà. 2. Làm giá treo quần áo bên cạnh có thể bảo vệ môi trường lại tiện dụng. 4. Phía trên lắp một cái kệ để đựng vali hoặc đồ cồng kềnh. Thích thì nhấn theo dõi nha. Cửa phòng ngủ đối diện với cửa nhà vệ sinh và bồn rửa mặt cửa nhà vệ sinh lại đối diện với nhà ăn thì làm sao? 1. Thu hẹp diện tích phòng ngủ. 2. Bố trí bồn rửa mặt theo chiều ngang để tránh đối diện với phòng ngủ. Cuối cùng lại thay đổi vị trí cửa nhà vệ sinh qua phải, để tránh đối diện phòng ăn. Thiết kế như vậy vừa đẹp lại thời thượng, nếu thấy đẹp thì nhấn theo dõi nhé.